mẹ cha nói chuyện với bạn sâu nhá. Con chào mẹ. Mẹ ơi, mẹ về nhanh để con ăn cơm nha. Bố với con nấu xong rồi. Ừ, được rồi. À, con chào mẹ. Một ngày ăn 3 bữa cơm, uống 2 lít nước, thế thôi mà băn khoăn chẳng thể nào yên tâm. Ở ngoài biết bao nhiêu đồ ăn, ở ngoài biết bao nhiêu đồ uống, thế nhưng sợ không đảm bảo an toàn, nên là bố nấu cơm nhà mình ăn uống ở nhà mẹ vui. Cùng vào bếp cá nhân bên nhau, thịt và rau cùng hoa quả. Mấy hôm rồi bố xem trên TV nói về đồ ăn, thực phẩm bẩn toàn hóa chất, ăn ở nhà đỡ phải lan tan. Rồi là nước ô nhiễm, mở vòi ra đi toàn là cặn, phải uống nước tinh khiết, ăn uống sạch không thì là căng. Một ngày ăn 3 bữa cơm, uống 2 lít nước, thế thôi mà băn khoăn chẳng thể nào yên tâm. Ở ngoài biết bao nhiêu đồ ăn, ở ngoài biết bao nhiêu đồ uống, thế nhưng sợ không đảm bảo an toàn, nên là bố nấu cơm nhà mình ăn uống ở nhà là mẹ vui. Cùng vào bếp cá nhân bên nhau, thịt và rau cùng hoa quả. Organic hữu cơ, IELTS Smith ở đây rồi, nước tinh khiết từ vòi, trong lành cho cả nhà mình, trong lành cho cả nhà mình. Thịt và rau cùng hoa quả, trong lành cho cả nhà mình, trong lành cho cả